Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thông tin truyền thông do Sở Thông tin truyền thông và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19h45 phút thứ 6 tuần thứ 2 của tháng. Chuyên mục hôm nay, ngoài phần tin, sẽ có phóng sự đề cập đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm phổ biến triển khai thực hiện Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở từ điểm cầu trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu một số nội dung Nghị định số 49/2024/NĐ-CP. Nghị định này quy định về hoạt động thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định áp dụng đối với cán bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở. Hội nghị cũng phổ biến một số cách làm mới trong tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, việc triển khai thực hiện Nghị định 49/2024 nhằm mở rộng không gian phát triển, phát huy sức mạnh của thông tin cơ sở, nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về hệ thống thông tin nguồn, thông tin cơ sở với các nội dung như mục đích xây dựng hệ thống thông tin nguồn, mô hình hệ thống thông tin nguồn, chức năng của thông tin nguồn. Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng cho cán bộ giám sát, quản lý điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của 128 học viên là cán bộ của 132 xã ở các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được giao nhiệm vụ quản lý sử dụng thiết bị, duy trì, vận hành, điểm ứng dụng công nghệ thông tin. Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh về chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng dẫn cho cán bộ quản lý và vận hành điểm ứng dụng công nghệ thông tin về cài đặt sử dụng Smart Quảng Nam. Ngoài ra, các học viên được hướng dẫn quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và một cửa điện tử cấp tỉnh, cách thức thanh toán trực tuyến và an toàn thông tin mạng. Những ngày cuối tháng 6 cũng đã diễn ra lớp tập huấn thứ hai cho 140 học viên đến từ 35 xã của huyện Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My. Thông qua tập huấn nhằm tuyên truyền sâu rộng về công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, sử dụng các dịch vụ công, các dịch vụ tiện ích trong chuyển đổi số để cho cán bộ quản lý vận hành điểm hỗ trợ, nắm bắt và tuyên truyền hướng dẫn cho người dân để triển khai thực tế vào đời sống. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Chi Xuyên vừa tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ truyền thanh của 14 xã thị trấn trên địa bàn. Trong thời gian một ngày, học viên được nắm bắt những nội dung cơ bản về kỹ năng sản xuất tin bài, cách thức biên tập văn bản. Bên cạnh những kiến thức để xây dựng chương trình truyền thanh cơ sở, học viên còn được trang bị những kỹ năng quản lý, khai thác và vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật truyền thanh cơ sở, đảm bảo an toàn hiệu quả, cũng như được hướng dẫn xử lý các sự cố kỹ thuật về hệ thống truyền thanh IP và các cụm thu phát sóng. Lớp tập huấn là dịp để đội ngũ truyền thanh cơ sở được giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như những khó khăn vướng mắc trong công tác truyền thanh ở cơ sở. Những kiến thức được trang bị tại lớp tập huấn sẽ giúp cán bộ truyền thanh có thể viết tin bài, xây dựng chương trình phát thanh địa phương được hoàn thiện, đồng thời vận hành khai thác trang thiết bị hiệu quả, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền, kịp thời các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và phát huy tốt là công cụ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đến với nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những nhiệm vụ chính trị khác, thời gian qua các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả. Phóng viên chương trình có phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đến cơ quan hành chính công để làm khai sinh cho con, không còn chứng kiến cảnh người dân mất thời gian chờ đợi để giải quyết thủ tục hành chính như trước. Chị Hồ Thị Hương ở xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My rất hài lòng về kết quả giải quyết, cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận một cửa của xã Trà Đốc. Kết quả này có được là nhờ Ủy ban Nhân dân xã đã nỗ lực thực hiện, tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Áp dụng nhiều hình thức,
Ví dụ như là khi mình đi thôn mà ví dụ như mình phối hợp với các cơ quan, các ban ngành này, rồi mình xuống cái lầu mình cũng hỗ trợ cho công dân. Rồi hễ mà công dân nào mà có điện thoại thông minh á thì mình hướng dẫn tận tình này, rồi mình các quy trình hướng dẫn tận tình cái quy trình để nộp hồ sơ trực tuyến cho công dân. Tại vì khi nộp hồ sơ trực tuyến là đem lại lợi ích rất là cao, đỡ tốn thời gian đi lại của công dân. Dù công dân có ở đi công tác xa hay là đi khu công nghiệp hay là công nhân đi chăng nữa, nhưng mà họ vẫn có thể nộp hồ sơ khai sinh về hoặc là một thủ tục khác cho về sở đất á, thì mình có thể xử lý khi nào ví dụ như họ nghỉ á, thì họ về sở họ là nhận kết quả thôi. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, tôi giải quyết được thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến, qua đó giúp tôi tiết kiệm được thời gian và chi phí nhiều lần, không chỉ riêng tôi mà tất cả các công dân ở trên địa bàn. Thời gian gần đây, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ở huyện miền núi Nam Giang đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước được chú trọng, thủ tục hành chính được đơn giản hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân. Việc sử dụng quyết toán tài chính, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính. Xác định công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, trọng tâm trong các năm qua. Trên cơ sở đó thì huyện là tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đến các ngành, các địa phương trong toàn huyện để thực hiện 7 cái nhóm nhiệm vụ trong việc thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, như là công tác chỉ đạo điều hành, công tác thực hiện cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử, và đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính. Chính nhờ vậy mà trong thời gian qua thì cái kết quả cải cách hành chính, chuyển đổi số của huyện Nam Giang có những cái bước cải thiện đáng kể. Riêng trong năm 2023 thì chỉ số này được cải thiện tăng 11 bậc so với năm 2022. Về cái chỉ số đánh giá về chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp được đánh giá kết quả cũng là tốt. Chính vì vậy nó đã góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, Quảng Nam không ngừng đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, từ cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm xây dựng chính quyền điện tử. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đã nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền ở các địa phương, cũng như tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người dân doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt cơ sở hạ tầng vẫn chưa đồng bộ, nhất là các địa phương vùng sâu vùng xa. Nguồn nhân lực về công nghệ thông tin cho chuyển đổi số ở cấp xã vẫn còn thiếu và yếu. Nhận thức của người dân về cải cách hành chính, chuyển đổi số ở nhiều nơi vẫn chưa cao. Để nâng cao hiệu quả của cái công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, thì trong thời gian đến thì các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan đơn vị, của các địa phương, người đứng đầu thì cần phải tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành để mà thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số theo các cái kế hoạch, các cái nhiệm vụ mà tỉnh, huyện, xã cũng đã đề ra để mà đạt được cái hiệu quả cao. Đó là tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên tất cả các cái kênh, như là các cái phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, rồi qua mạng xã hội. Nỗ lực trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ở các địa phương đã và đang góp phần quan trọng xây dựng một nền hành chính hiện đại hiệu quả. Sự đồng hành, hướng dẫn thường xuyên của các đơn vị chức năng cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ giúp các địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Thông tin truyền thông đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.